Hey, xin chào tất cả anh em. Video trước mình đã làm về ý nghĩa hình xăm Maugi, Hanza và Oni. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm ý nghĩa của hình xăm Samurai nha. Thì trước hết các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Samurai Nhật còn có tên là Puji, là các chiến binh Nhật Bản thời cổ đại. Họ được tạo thành sau này nhờ tầng lớp quân sự cai trị, mà cuối cùng họ đã trở nên tầng lớp xã hội cao nhất của thời kỳ Edo, khoảng thời gian 1603-1867. Samurai sử dụng những vũ khí như cung tên, giáo và súng. Tuy nhiên, biểu tượng cũng như vũ khí chính của họ là cùng với 7 triết lý thâm sâu, khiến cho Samurai ẩn chứa biết bao bí mật và huyền thoại được truyền tụng. Thì 7 triết lý thâm sâu của một Samurai là gì? 1. Sự công bằng. Ý nghĩa hình xăm Samurai mang triết lý về sự công bằng hoặc là lẽ phải trong xã hội của Samurai. Là một Samurai chính trực, cẩn trung thực tất cả hành động, phải hiểu rằng có thể công lý không đến từ những người khác, nhưng từ chính mình, phải tạo nên công bằng. Dưới cái nhìn của Samurai chỉ có màu đen và trắng, sự thật và dối trá, đúng và sai, không có nửa này nửa kia. Một người trung thực là người có một tâm hồn trong sáng, sẵn sàng chiến đấu vì sự thật, vì công lý mà không sợ bất kỳ thế lực nào. 2. Lòng can đảm. Một chiến binh Samurai thật sự phải là một anh hùng có lòng dũng cảm chằng chề. Lòng dũng cảm ở đây không phải là hữu dũng vô mưu, mà phải hòa đồng được với sự thông minh của trí óc và mạnh mẽ của thể chất để đủ sức đối phó với sống sót trong một cuộc sống vô cùng nguy hiểm. 3. Thiện. Một trong số quan điểm của thiện đối với Samurai là sự nhân hậu và thương xót. Cùng các kỹ năng được dạy chuyên sâu giúp tác động cho Samurai thân thiện và mạnh mẽ, họ phải sử dụng sức mạnh ấy mang lại lợi ích cho người khác, chứ không phải là sinh lợi cho bản thân mình. Samurai tâm niệm rằng đàn ông phải coi thường đồng tiền để có được sự giàu có về tri thức. Võ sĩ luôn khuyến khích tính tiết kiệm, không phải vì lý do kinh tế mà là để thực hành những sự tiết chế. 4. Tôn trọng. Một Samurai không cần phải thể hiện sự tàn ác để tượng trưng cho sức mạnh của mình với người khác và ngay cả với kẻ thù. Samurai chân chính lịch sự, tôn trọng ngay cả với kẻ thù của mình. Nếu Samurai nào không có phẩm chất này thì được ví ngang động vật. Sức mạnh thật sự của một chiến binh và của bất kỳ người nào khác là làm gặn gỡ nghĩa vụ và đặc ân của riêng họ. 5. Trung thực và chân thành. Ý nghĩa hình xăm Samurai còn là sự trung thực. Nếu một Samurai công bố là sẽ làm một nhiệm vụ thì Samurai đó nhất định phải hoàn tất bằng mọi giá. Không gì có thể ngăn chặn anh hoàn thành nhiệm vụ của mình. Samurai không chỉ hứa mà còn thực hiện lời hứa. Một Samurai đảm bảo tính trung thực của lời nói cũng như hành động. Nói được thì phải làm được. 6. Danh dự. Danh dự là điều quan trọng của một Samurai chân chính. Nếu thua cuộc một nhiệm vụ nào đó hay vi phạm vào suy nghĩ Bushido, họ sẽ tự sát. Thông thường các võ sĩ đạo sử dụng phương pháp seppuku, họ cầm một con dao nhỏ và tự cắt cuộc của mình. Sau đó một người bên cạnh sẽ chém đầu họ để kết thúc nghi thức seppuku. 7. Lòng trung thành. Trung thành cùng cấp trên là đức tính độc đáo nhất của con người vào thời kỳ phong kiến. Có trong mọi loài người, ngay cả những kẻ móc túi cũng luôn giữ lòng trung thành với thằng anh của họ. Một Samurai chân chính phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình và hậu quả của chúng. Phải hoàn toàn trung thành với chủ và là tấm gương để cấp dưới của mình noi theo. Đây chính là đức tính điển hình của một Samurai. Hình xăm Samurai thích hợp với những ai? Với những hình xăm Samurai đã kể trên và chính là những đức tính trên đã khiến cho Samurai trở thành một biểu tượng huyền thoại cho đến tận thời nay. Những hình xăm Samurai chưa bao giờ là hot hot vì đó là một hình ảnh đại diện thể hiện cho sự mạnh mẽ, lòng trung thành và quả cảm, những đức tính mà chúng ta luôn muốn hướng đến để hoàn thiện bản thân, hoàn thiện nhân cách. Một hình xăm chiến binh Samurai với đôi mắt biết nói, mang đầy khí chất cao ngạo lạnh lùng. Vậy thì ai là những người nên sở hữu cho mình một hình xăm Samurai? Đó là những người nam giới ưa thích sự mạnh mẽ. Hình xăm này sẽ mang đến cho chủ nhân của nó một khí chất lạnh lùng, một sự tự tin, thể hiện mình kiên định. Không những vậy,
những bạn nữ yêu thích sự cá tính cũng rất thích hợp với hình xăm này. Hình ảnh người chiến binh với những cành hoa đào thể hiện cho sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh và sự mềm mại uyển chuyển. Một samurai mạnh mẽ nhưng vẫn đầy nét tận tử. Thì video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye.